Hôm nay tôi sẽ nghe tất cả các giám đốc báo cáo doanh thu tuần về trang mà mình phụ trách. Bắt đầu từ giám đốc Thành. Dạ. Thưa chủ tịch, về doanh số của trang Autobuy, như quý vị cũng thấy trên biểu đồ, đang có xu hướng là doanh thu tăng. Tôi xin phép trình bày. Tôi xin hết, cảm ơn mọi người. Hằng, nãy giờ cô cũng nghe rồi đó, có ý kiến gì không? Cô ta có biết gì về kinh doanh đâu mà anh hỏi. Đúng rồi đó sếp, sao sếp lại hỏi ý kiến của cô ta? Thật sự là khó hiểu, người như cô ta sao lại bước vào đây được. Đúng á, là tôi chưa biết gì nhiều về kinh doanh như các giám đốc ở đây. Nhưng mà dưới góc độ của một người tiêu dùng thì tôi sẽ đổi mới trang này thêm nữa. Với trang Autobuy mà tôi được biết á, thì đa phần là bán các thiết bị điện tử. Nhưng mà các thiết bị này nếu như mà hư hao thì chúng ta sẽ mất khoảng thời gian để có thể bán được sản phẩm khác. Vậy thì trong khoảng thời gian đó, nếu mà chúng ta không nghĩ ra được mặt hàng mới thì khác nào là việc kinh doanh của chúng ta bị giảm doanh số. Nè, cô qua đây. Cái gì vậy? Cô đang muốn trả thù tôi vì cô bỏ đi đúng không? Cô cố tình hạ bệ tôi, cản trở con đường thăng tiến của tôi. Cô không thấy ngại khi mà hàng ngày cô và tôi gặp nhau ở trong công ty này hả? Anh và cô ta không ngại, mắc mớ gì tôi phải thấy ngại. Anh và người vợ tương lai của anh, làm ơn đừng có làm phiền tôi nữa. Nè, tôi sẽ làm mọi cách để cô ra khỏi công ty này. Tại sao anh ta lại có thái độ như vậy chứ? Khi sương tan là nắng sớm mai.